chân cùng nhau tiến lên Việt Nam. Let's do it, do it. Ta vẫn tới năm châu, sát cánh bên nhau dù là bao trông gai và mồ hôi trên vai. Chúng ta đi, chẳng nghĩ ngang gì, mình quyết chiến thắng gió ta to khi gờ. Và ta sẽ thức trắng đêm nay, còn người sao phấp phới tung bay. Hòa mình cùng giai điệu này, mình hát khúc hát vút cao bay vang trời. Và ta sẽ thức trắng đêm nay, còn người sao phấp phới tung bay. Hòa mình cùng giai điệu này, mình hát khúc hát vút cao bay vang trời. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Vui Cùng Người Thợ. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên đang phát triển rất nhanh và nổi lên là một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của cả nước. Bên cạnh việc đầu tư mạnh cho phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu cụm công nghiệp, tỉnh Hưng Yên cũng dành nhiều sự quan tâm đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, chăm lo đội ngũ người lao động với phương châm thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh thì việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người thợ luôn là mối quan tâm, là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển. Nhằm góp sức cùng chính quyền tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên chính thức ra mắt game show với tên gọi Vui Cùng Người Thợ. Mục tiêu của chương trình là tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích, kết hợp phổ biến kiến thức về quyền và nghĩa vụ của người lao động, trang bị thêm các kỹ năng sống thông qua nhiều phần chơi hấp dẫn. Chương trình là nơi thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động thông qua xây dựng môi trường làm việc, chế độ phúc lợi, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân. Đặc biệt trong mỗi chương trình còn có những câu chuyện cảm động của chính những người lao động trong doanh nghiệp. Nhờ sự trợ giúp của công ty, sự đùm bọc sẻ chia của đồng nghiệp đã vượt qua khó khăn, vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chương trình Vui Cùng Người Thợ còn là sân chơi để những người thợ thể hiện tài năng, văn hóa, nghệ thuật của mình. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng ghé thăm một doanh nghiệp với môi trường làm việc năng động, sáng tạo. Một doanh nghiệp đã được tôn vinh là doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may và giày da Việt Nam, doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. Và đó là doanh nghiệp nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự. Vườn hồng thơm mộng, nhà xanh thân thiện, cà phê wifi miễn phí, những buổi liên hoan tràn ngập niềm vui. Đó là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại công ty cổ phần Tiên Hưng ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Mỗi người lao động luôn được nâng niu, trân trọng. Cổ phần Tiên Hưng, tiền thân là xí nghiệp may 7 của Tổng công ty May Hưng Yên, hoạt động từ năm 2002 với hơn 600 lao động. Sau 5 năm hoạt động, ngày 6 tháng 6 năm 2007, công ty cổ phần Tiên Hưng được chính thức thành lập và ngày này được chọn là ngày kỷ niệm thành lập công ty. Đến nay, công ty đã tạo việc làm cho hơn 4.300 lao động. Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, công ty luôn xác định người lao động là tài sản của doanh nghiệp, là trọng tâm sống còn để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
Để thực hiện được tôn chỉ này, không chỉ có thu nhập của người lao động được đảm bảo, Tiên Hưng còn là một trong những đơn vị của ngành dệt may tiên phong lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm cho toàn bộ phân xưởng sản xuất với hơn 8.000 m2 sàn. Mấy năm trước thì rất là nóng, như từ lần lắp điều hòa giờ thì rất là mát. Tất cả các anh chị em trong tập thể tổ tôi ấy, cũng như là các tổ khác là rất là phấn khởi khi bước chân vào đến công ty làm việc ạ. Bởi vì từ môi trường đến sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty luôn tạo động lực cho chúng tôi làm việc và đời sống công nhân của chúng tôi là được đi lên, muốn gắn bó lâu dài với công ty. Ở nhà thì chúng tôi hầu như là không được tổ chức, chỉ có đến công ty mới được các ban lãnh đạo công ty quan tâm thì là tổ chức sinh nhật cho chúng tôi ạ. Với việc chú trọng vào con người đã giúp công ty cổ phần Tiên Hưng trở thành ngôi nhà thứ hai của người lao động. Từ sự gắn bó đó, họ đã tạo ra năng suất lao động, tạo ra những sản phẩm chất lượng được thị trường quốc tế đánh giá cao. Hiện nay, sản phẩm của họ đang có mặt tại thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Doanh thu và thu nhập của người lao động liên tục tăng. Nếu như vào năm 2002, doanh thu mới đạt 27 tỷ đồng, thu nhập bình quân 1 triệu đồng trên một người một tháng, thì đến năm 2021, doanh thu đã đạt 859 tỷ đồng, thu nhập bình quân 12,1 triệu đồng trên người trên tháng. Công ty chúng tôi các đầu tư các một loạt các máy tự động hóa, ví dụ như là trải vải tự động, cắt tự động, trần tự động và đóng gói, đóng thùng tự động, nâng cao năng suất lao động cho người lao động giảm giờ làm. Quan điểm của ban lãnh đạo công ty chúng tôi thì vẫn luôn luôn hướng tới là người lao động là trọng điểm phát triển của công ty. Mục tiêu của công ty Tiên Hưng phấn đấu là làm cho người lao động cảm giác được thoải mái nhất và coi cái ngôi nhà Tiên Hưng là ngôi nhà của chính mình. Từ sự nỗ lực, đổi mới không ngừng, công ty cổ phần Tiên Hưng đã vinh dự được nhà nước 3 lần tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì và hạng ba cùng nhiều thành tích xuất sắc khác. Với sự đồng lòng, đoàn kết, phát huy nội lực, công ty cổ phần Tiên Hưng đã và đang phát triển bền vững, đời sống của người lao động ngày càng được nâng cao. Vâng thưa quý vị, và đó chính là công ty cổ phần Tiên Hưng đóng tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Và chúng tôi xin được vui mừng giới thiệu các vị khách đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tiên Hưng. Xin trân trọng giới thiệu bà Trịnh Thị Bích Hiền, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tiên Hưng. Phía Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu nhà báo Phạm Hùng Sướng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem hai đội chơi tham gia chương trình ngày hôm nay. Họ là những ai ạ? Nguyễn Trọng Đạt, đội trưởng. Tôi Vũ Thị Thanh Nhàn. Tôi Lương Thị Huyền. Chúng tôi đến từ đội Hướng Dương, công ty cổ phần Tiên Hưng. Chúng tôi đến đây với phương châm quyết thắng. Và chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các thành viên của đội chơi mang tên Hướng Dương ra sân khấu. Và đối thủ của đội Hướng Dương là ai? Chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip. Tôi đội viên Nguyễn Thị Hương. Tôi đội viên Hoàng Thị Ngọc. Chúng tôi đến từ đội Bình Minh, công ty cổ phần Tiên Hưng. Phương châm của chúng tôi là làm nhiệt tình, chơi an bình, chơi. Và chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu đội chơi Bình Minh. Trên sân khấu lúc này là những gương mặt đại diện cho hai đội chơi Hướng Dương và Bình Minh. Hai đội đã sẵn sàng để bước vào phần thi đầu tiên trong chương trình chưa ạ? Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên của chương trình có tên gọi Đồng Hành. Tại phần thi này, chương trình sẽ đưa ra 5 câu hỏi cho hai đội chơi và sẽ có 4 phương án trả lời A, B, C, D để cho hai đội lựa chọn.
Và hai đội lưu ý là sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi và đọc các phương án trả lời thì hai đội sẽ có 10 giây để vừa suy nghĩ vừa trả lời. Và đội nào bấm chuông giành được quyền trả lời trước thì đội đó sẽ được trả lời trước. Mỗi một câu trả lời đúng thì các bạn sẽ tương ứng là giành được 10 điểm. Và nếu như đội đó bấm chuông giành quyền trả lời mà không trả lời đúng thì quyền trả lời sẽ thuộc về đội còn lại. Và nếu như cả hai đội đều không trả lời đúng thì quyền trả lời thuộc về tất cả các quý vị khán giả đang có mặt ở dưới hội trường ngày hôm nay. Và tất nhiên là mỗi một câu trả lời đúng thì sẽ giành được một phần quà của ban tổ chức ạ. Hai đội đã sẵn sàng để đến với câu hỏi đầu tiên chưa ạ? Sẵn sàng. Câu hỏi số 1 như sau. Sản phẩm của công ty cổ phần Tiên Hưng được xuất khẩu sang nước nào nhiều nhất với các phương án lựa chọn A. Anh, B. Nga, C. Mỹ, D. Pháp. 10 giây bắt đầu. Xin được chúc mừng Hưng Dương đã rất nhanh chóng giành quyền trả lời. Đáp án của các bạn là gì? Chúng tôi lựa chọn đáp án C. Đáp án Mỹ của các anh đó là đáp án C. Đó là một câu trả lời chính xác ạ. Thưa quý vị, Mỹ là thị trường lớn nhất của công ty cổ phần Tiên Hưng với các sản phẩm chủ yếu là áo jacket các loại, quần âu các loại, váy các loại cùng nhiều sản phẩm khác, chiếm tới trên 80% tổng sản phẩm của công ty ạ. Như vậy là câu hỏi đầu tiên thì đội Hưng Dương là đội đã rất nhanh tay giành quyền trả lời. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 và hy vọng rằng là Bình Minh lần này sẽ nhanh tay hơn nhé. Câu hỏi số 2 như sau ạ. Người lao động muốn hưởng lương hưu tối đa thì phải tham gia bảo hiểm xã hội trong bao nhiêu năm? Phương án A, nam 35 năm, nữ 30 năm. Phương án B, nam 30 năm, nữ 25 năm. Phương án C, nam 25 năm, nữ 20 năm. Và phương án D, nam 20 năm, nữ 18 năm. Thời gian 10 giây dành cho hai đội, bắt đầu! Vâng ạ, theo quan sát của chúng tôi thì đội Bình Minh cũng rất là cố gắng nhưng mà lại trượt tay mất rồi và quyền trả lời lại thuộc về đội Hướng Dương ạ. Câu trả lời của bên em đó là người lao động muốn hưởng lương hưu tối đa thì phải tham gia đó là lựa nam thì phải 35 năm và nữ là 35 ạ. Vâng, rất là tiếc cho đội Bình Minh đã không giành được điểm ở trong câu trả lời này bởi vì là 10 điểm đã thuộc về đội Hướng Dương rồi ạ. Thưa quý vị, là theo điều 74 trong luật bảo hiểm xã hội 2014, lao động nam đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội đủ điều kiện về hưu năm 2022 sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ là 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Đây là tỷ lệ tối đa. Và còn lao động nữ đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội đủ điều kiện về hưu từ năm 2022 sẽ nhận được lương hưu tối đa. Câu hỏi số 3 của chúng ta như sau ạ. Ai là tổng giám đốc đầu tiên của công ty cổ phần Tiên Hưng với các phương án A. Lương Thị Hữu, B. Cao Mạnh Cường, C. Phạm Thị Phương Hoa và D. Nguyễn Văn Trung. 10 giây bắt đầu. Câu hỏi này quyền trả lời đã thuộc về đội Bình Minh và xin lời Bình Minh đưa ra đáp án. Vâng, với câu hỏi này đội chúng tôi xin đưa ra đáp án cuối cùng là đáp án B. Bác Cao Mạnh Cường. Đáp án B. Bác Cao Mạnh Cường. Lời chính xác và xin tặng cho đội Bình Minh 10 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4 dành cho hai đội. Câu hỏi số 4 như sau. Khi phát hiện đám cháy trong xưởng sản xuất thì người lao động phải làm điều gì đầu tiên? Phương án A, báo động cho mọi người biết. Phương án B, dập cầu giao điện. Phương án C, sử dụng bình cứu hỏa dập lửa. Và phương án D, chạy thoát thân. 10 giây cho hai đội. Chúng tôi thấy chuông của Bình Minh sáng trước, nhưng mà Bình Minh đã phạm quy ạ. Khi nào mà chúng tôi nói rằng 10 giây dành cho hai đội bắt đầu thì hai đội mới được bấm chuông. Vì vậy mà quyền trả lời đương nhiên thuộc về đội Hướng Dương. Câu trả lời của đội Hướng Dương là phương án A, báo động cho mọi người biết. Vâng, báo động cho mọi người biết. Có lẽ là tại công ty cổ phần Tiên Hưng thì cũng đã được tập huấn khá nhiều về kỹ năng phòng cháy chữa cháy rồi. Và đó là một câu trả lời hoàn toàn chính xác ạ. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công an, khi đám cháy được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, đúng quy trình ngay từ giai đoạn ban đầu thì sẽ hạn chế tối đa những thiệt hại do chúng gây ra. Và các bước lần lượt như sau. Bước 1 là báo động, hô hoán cho mọi người biết có đám cháy. Bước 2 đó là cắt điện khu vực xảy ra đám cháy. Bước 3 sử dụng các phương tiện để dập cháy. Và bước thứ 4 là nhận thấy đám cháy có nguy cơ lan rộng thì gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo số 114 ạ. Câu hỏi số 5 dành cho hai đội như sau. Công ty cổ phần Tiên Hưng đã được bình chọn là doanh nghiệp an toàn tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam năm bao nhiêu? Phương án A,
năm 2021, phương án B năm 2022, phương án C năm 2020 và phương án D năm 2019. Thời gian dành cho hai đội bắt đầu. Chúc mừng Bình Minh, bây giờ thì các bạn đã nhanh tay hơn và rất là hợp lệ. Đáp án là cuối cùng của chúng tôi là đáp án D năm 2019. Đáp án D năm 2019. Rất là tiếc, câu trả lời của đội tuyển Bình Minh chưa chính xác và quyền trả lời câu hỏi này dành cho đội Hướng Dương. Em đại diện cho đội Hướng Dương trả lời là công ty cổ phần Tiên Hưng thì được bình chọn là doanh nghiệp an toàn tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam vào năm 2020 là đáp án C ạ. Đáp án C ạ. Vâng. Tôi phải nói như thế này ạ. Khi mà trả lời cái câu hỏi này ạ, gương mặt của đội Hướng Dương nghe cũng hoang mang lắm. Vâng. Nhưng mà đó lại là một câu trả lời chính xác ạ. Có thể thấy rằng là đội Hướng Dương trong phần thi này rất là áp đảo. 5 câu hỏi, họ trả lời đúng 4 câu hỏi. Và xin được chúc mừng Hướng Dương là đội giành chiến thắng trong phần thi này. Tháng 4 năm 2016, làng quê Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử, vốn yên bình, bỗng bị rúng động bởi thông tin chồng dùng xăng đốt vợ, khiến người vợ bị bỏng hơn 80% cơ thể. Sau tai nạn khủng khiếp đó, người chồng đã phải lĩnh án tù, người vợ đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng đã mãi mất đi dáng hình xinh đẹp ngày xưa. Và nay, mỗi khi trở trời, cơ thể chị đau như ngàn mũi kim châm. Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thắm ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử. Dù đã hơn 7 năm trôi qua nhưng những vết thương vẫn in hẳn trên cơ thể chị và nỗi đau, sự mặc cảm sẽ theo chị suốt cuộc đời. Mẹ thì như là nhiều khi ra ngoài các con cũng tự đi. Nhưng lắm khi đi đâu hoặc đi họ phụ huynh là thằng người bà đi rồi. Nhìn mẹ này cháu nó cũng đủ đắn lắm. Nhiều khi biết là con mình thiếu thốn, đủ đắn nhưng mà cũng phải cố gắng động viên con. Không, nhưng mà đủ đắn thì chỉ ăn một mình thôi, không dám để cho con nó biết. Chị có biết là vì sao mà anh... Được biết, chị Nguyễn Thị Thắm là công nhân ở tổ 27, xí nghiệp May 4, công ty cổ phần May Tiên Hưng. Sau khi biết thông tin chị gặp nạn, công đoàn công ty đã kịp thời đến thăm hỏi động viên. Trường hợp của đồng chí Thắm thì khi mà cái sự việc xảy ra thì khi chúng tôi lắm được thì là chúng tôi cũng đã có cái thông tin tới anh chị em trong toàn đơn vị quyên góp bằng tiền mặt cũng đã được khoảng 155 triệu ủng hộ, động viên cho bạn Thắm có thêm cái nghị lực để vượt qua. Không chỉ giúp đỡ về tiền viện phí, công ty cổ phần Tiên Hưng còn tạo mọi điều kiện tốt nhất để chị Thắm có thể hoàn thành tốt công việc. Cuộc sống của ba mẹ con chị đã dần ổn định. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì bất cứ ai trong chúng ta cũng mong mỏi là được bình yên và hạnh phúc. Tuy nhiên thì sóng gió cuộc đời có thể ập đến bất cứ lúc nào. Và trong lúc khó khăn đó, sự động viên về tinh thần, sự hỗ trợ về vật chất của doanh nghiệp, của đồng nghiệp đã tạo động lực như thế nào để họ vượt qua những bão táp cuộc đời. Chúng ta sẽ cùng đến với phần sẻ chia của nhân vật trong phóng sự vừa rồi. Xin được mời chị Nguyễn Thị Thắm là công nhân tổ 27 xí nghiệp 4, công ty cổ phần Tiên Hưng lên sân khấu để chia sẻ cùng chương trình ạ. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Hưng lên sân khấu cùng chia sẻ về hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động tại doanh nghiệp. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin được chào chị Thắm và xin được chào ông Phạm Tuấn Anh. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho chị Thắm. Thưa chị Thắm, là trải qua rất là nhiều khó khăn như vậy rồi, thì hiện nay cuộc sống của chị như thế nào rồi ạ? Được sự quan tâm giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty cũng như các anh chị em trong công ty cổ phần Tiên Hưng thì đã dần dần giúp tôi ổn định được cuộc sống và chúng tôi bây giờ là ổn định, các con đều ngoan ngoãn và chăm chỉ ạ. Vâng ạ, điều rất là tuyệt vời đó là cuộc sống đã ổn định rồi. Và như chị có chia sẻ thì các con đều ngoan ngoãn và chăm chỉ. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người mẹ lúc này đúng không ạ? Thưa chị, là với tất cả những gì mà mình đã trải qua như vậy rồi thì chị có thể chia sẻ về tình cảm của chị đối với công ty hiện nay là như thế nào ạ? Công ty chính là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi ạ. Đối với sức khỏe của tôi thì ngay từ buổi đầu khi quay lại làm việc thì cũng sẽ được các anh chị tổ trưởng rồi lãnh đạo công ty là đặc biệt quan tâm, là sức của mình lúc đi làm là nó sẽ yếu thì là mình sẽ được làm những cái công việc phù hợp với cái sức khỏe của mình. Cảm ơn chia sẻ của chị Thắm rất là nhiều để chúng tôi hiểu rõ hơn về Tiên Hưng.
Vâng, thưa ông, là chắc hẳn là với quan điểm người lao động là tài sản lớn nhất của công ty, thì công ty cũng có rất là nhiều những hoạt động thể hiện sự chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Xin ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này ạ. Không riêng chị Thắm, những trường hợp mà hoàn cảnh khó khăn thì ví dụ có một bạn ở cắt chẳng hạn, thì bạn nên là không may là cháy nhà thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho bạn đó để vượt qua khó khăn. Như hàng năm ấy thì đối với công ty cũng dành ra một cái phần quà cho những hộ gia đình khó khăn vào nhân những cái dịp Tết, hoặc là hỗ trợ các cháu để tiếp bước các cháu đến trường. Những ngoài cái chăm lo đời sống cho người lao động về tổ chức các buổi gặp gỡ, tổ chức về sinh nhật cho các cá nhân, sinh nhật cho từng tổ sản xuất một. Và có thể có lẽ là chỉ có Tiên Hưng trong toàn ngành may mới được uống cà phê miễn phí, mới được ăn buffet miễn phí, tổ chức sinh nhật cho từng tổ. Thực ra cái đầu về đó nhỏ, nhưng cái đấy mới thực sự là ngôi nhà. Từ 2019 đến nay, riêng các phần quà mà tặng cho các khó khăn, hộ khó khăn thứ thì chúng tôi lên đến hơn 1 tỷ đồng. Nhất là trong cái đợt dịch thì chúng tôi ủng hộ cộng đồng là cũng trên 2 tỷ đồng. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Phạm Tuấn Anh và chị Thắm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì công ty cổ phần Tiên Hưng cũng có một phần quà dành cho chị Thắm. Và xin mời ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tiên Hưng sẽ trao quà cho chị Thắm ạ. Vâng, và hy vọng rằng là chị sẽ có thật là nhiều sức khỏe cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc chị Thắm nhé. Văn hóa của doanh nghiệp, văn hóa của công ty cổ phần Tiên Hưng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Tuấn Anh và chị Thắm. Thưa quý vị và các bạn, nếu ví doanh nghiệp là một cỗ máy thì mỗi công nhân sẽ là một mắt xích. Vì vậy, việc phối hợp làm việc nhóm, làm việc theo ekip là rất quan trọng. Ở công ty cổ phần Tiên Hưng có khẩu hiệu hành động rất hay: làm nhiệt tình, chơi hết mình. Và trong phần chơi gắn kết hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem tinh thần làm nhiệt tình, chơi hết mình của họ ra sao thông qua phần đọ sức, thi may nhanh, may đẹp và các trò chơi đồng đội. Vâng, trong nhiều công đoạn để làm ra một chiếc áo thì may giũ nẹp áo jacket và may gấu áo dệt kim là hai công đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất ra loại sản phẩm này. Và hôm nay thì hai công đoạn này sẽ được thể hiện ngay tại sân khấu thông qua phần chơi ai nhanh ai khéo. Trong phần thi này, mỗi đội sẽ cử ra 4 người chơi. Nhiệm vụ của hai đội là trong vòng 5 phút phải hoàn thành 12 sản phẩm may giễu nẹp áo jacket và 100 sản phẩm may gấu áo dệt kim. Và để cho phần chơi hấp dẫn hơn nữa thì quý vị và các bạn có thể thấy là đứng bên cạnh chúng tôi đây là những chiếc búa vàng. Và những chiếc búa vàng này để làm gì ạ? Để các anh chị đặt cược. Thời gian quy định của chương trình đó là 5 phút để hoàn thành tất cả các sản phẩm như chúng tôi đưa ra. Tuy nhiên, nếu như đội nào các anh chị cảm thấy tự tin mình có thể hoàn thành sớm hơn thời gian 5 phút, chẳng hạn như là đội Bình Minh, các anh chị tự tin là hoàn thành sản phẩm này chỉ trong vòng 4 phút 40 giây, các anh chị có thể đặt cược. Nếu như các anh chị hoàn thành được đúng 4 phút 40 giây, các anh chị sẽ được gấp đôi số điểm, tức là các anh chị được 20 điểm. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không làm được và không đúng thời gian đó thì các anh chị sẽ không được điểm nào ạ. Vâng, xin hỏi là hai đội đã rõ luật chơi chưa? Chúng tôi rõ. Đội Hướng Dương, các anh có muốn đưa ra một cái con số đặt cược để hoàn thành nhanh hơn các cái sản phẩm theo yêu cầu? Họ đang hội ý để xem sẽ đưa ra con số đặt cược là bao nhiêu. Chúng tôi đặt cược trong thời gian 4 phút 30 giây. Vâng, từ 5 phút mà xuống còn 4 phút 30 giây. Chúng tôi bắt đầu thấy cái sự căng thẳng ở bên đội Bình Minh rồi đây. Một áp lực rất lớn, có 4 phút 30 giây thôi. Vâng, quyết định cuối cùng là thế nào đấy anh? Chúng tôi vẫn quyết định đặt cược 4 phút 29 giây. Với rất nhiều sản phẩm, có tới 100 sản phẩm áo dệt kim và 12 sản phẩm áo jacket. 1 giây cũng là vô cùng quý giá rồi. Bây giờ thì đội Hướng Dương, các anh chị nghĩ sao? Chúng tôi đặt cược với thời gian 4 phút 20 giây. Hướng Dương là từ 5 phút xuống 4 phút 30 và bây giờ họ xuống luôn 4 phút 20 rồi. Bình Minh thì sao ạ? Chúng tôi chốt là con số này thôi, chúng tôi không đặt được nữa. Và như vậy, nếu như đội Hướng Dương hoàn thành trong 4 phút 20 giây, họ sẽ giành được 20 điểm. Và bây giờ thì xin hỏi là hai đội đã rõ luật chơi chưa ạ? Chúng tôi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Sẵn sàng! Hai đội đều sẵn sàng, mời các anh chị sẽ về vị trí. Kính mời ông Phạm Ngọc Vĩnh, trưởng phòng quản lý chất lượng công ty cổ phần Tiên Hưng làm trưởng ban giám khảo. Vâng, xin mời ông sẽ lên khu vực thi ạ. Thưa quý vị và đặc biệt trong ngày hôm nay, xin được chào đón thợ cả, người đã đạt danh hiệu bàn tay vàng trong hội thi thợ giỏi ngành dệt may Việt Nam năm 2021 do Tập đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức, bà Vũ Thị Thuận, giám đốc điều hành công ty cổ phần Tiên Hưng.
Vâng, xin cảm ơn hai giám khảo. Và ngay bây giờ thì hai giám khảo có thể giúp cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về hai công đoạn này, may diễu đẹp áo jacket cũng như là dệt kim là như thế nào ạ? Với phần thi dệt kim thì chúng ta sẽ thực hiện phần chân đè, gấu áo. Đối với sản phẩm jacket sẽ phải thực hiện diễu miệng mũ với cự ly là 1 inch và diễu lẹp với cự ly là 1 inch. Qua phần giới thiệu vừa rồi thì chúng ta cũng đã phần nào hình dung được công việc mà hai đội phải thực hiện ngày hôm nay là như thế nào. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần điều hành của trưởng ban giám khảo. Xin mời ông Tạ Ngọc Vĩnh ạ. Cho tôi hỏi là hai đội đã làm công tác chuẩn bị xong chưa? Đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thời gian thi bắt đầu. Được tính điểm hoàn thành khi hoàn thành cả hai sản phẩm. Khi nào hoàn thành cả hai sản phẩm thì người đội trưởng sẽ hô xong ạ. Chúng ta còn sản phẩm may diễu đẹp áo jacket nữa. Khi nào mà cả hai đội hoàn thành cả hai sản phẩm này thì khi đó chúng tôi mới tính điểm ạ. Vâng, như vậy là bây giờ thì hai đội chỉ còn thực hiện nốt việc may áo jacket nữa thôi. Vâng, đội Bình Minh ở phần thi jacket của mình hết tròn 4 phút. Chúng ta cùng cổ vũ cho đội Hướng Dương ạ. Đội Hướng Dương cũng đang rất cố gắng để hoàn thành những chiếc áo jacket cuối cùng. Hướng Dương cố lên ạ. Đội Hướng Dương hoàn thành jacket của mình ở 4 phút 07 giây. Chúng ta có thể thấy rằng là Bình Minh rất dè dặt trong việc đặt cược, nhưng mà họ hoàn thành xong rất nhanh phần thi của mình. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần cho điểm của hai đội. Xin mời trưởng ban giám khảo và thành viên giám khảo sẽ cho điểm hai đội chơi ạ. Cả hai đội đều thực hiện tốt cái đường may của mình, bảo đảm êm phẳng và đường may thẳng, cũng như bảo đảm được yêu cầu kỹ thuật. Đội Hướng Dương có đặt cược và đội Hướng Dương bảo đảm thời gian thi trong cái thời gian đặt cược của mình và đạt 20 điểm. Đối với đội Bình Minh thì các đồng chí không đặt cược và chúng ta thực hiện bảo đảm thời gian trong quy định của cuộc thi, cho nên các đồng chí đạt 10 điểm. Vâng, như vậy là xin được chúc mừng đội Hướng Dương đã giành được 20 điểm và Bình Minh, các bạn hơi dè dặt một chút, các bạn giành được 10 điểm. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa trải qua một phần chơi vô cùng gay cấn và số điểm của hai đội chơi tính từ đầu chương trình đến bây giờ như sau ạ. Đội Hướng Dương các anh đã rất xuất sắc, các anh giành được số điểm đó là 60 điểm. Và đội Bình Minh các anh đang có 20 điểm trong tay. Nhưng mà không có vấn đề gì ạ, các anh còn rất là nhiều cơ hội để cân bằng điểm số và ngay bây giờ là một cơ hội để các anh cân bằng điểm số ạ. Và đó chính là trò chơi nổ bóng mà hai đội sẽ tham gia ngay sau đây. Ở trò chơi nổ bóng này, mỗi đội sẽ cử ra 5 thành viên. Chúng ta sẽ chơi như sau. Một thành viên sẽ đứng ở đích, còn lại 4 thành viên sẽ đứng ở vạch xuất phát. Và từng thành viên sẽ lần lượt kẹp bóng vào chân, di chuyển về đích và hoàn toàn trong quá trình đó thì không được phép dùng tay. Khi đã về đến đích rồi thì thành viên ở đích sẽ đón bóng, hai người sẽ dựa lưng vào nhau dùng lực ép để làm sao quả bóng đó nổ. Và khi nào quả bóng đó nổ rồi thì thành viên thứ hai mới tiếp tục được di chuyển lên phía trước. Và cứ như vậy trong thời gian 5 phút, đội nào ép được nhiều bóng cho nổ hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Và để đảm bảo công bằng thì mỗi đội sẽ có một thành viên của đội bạn giám sát. Vâng, chúng tôi sẽ lựa chọn bất kỳ một thành viên nào ở phía dưới hội trường này để giám sát cho trò chơi này. Thành viên giám sát sẽ có nhiệm vụ là giám sát xem đội có bị phạm luật hay không và đặc biệt là sẽ đếm số bóng nổ ở phía đích của chúng tôi ạ. Vâng, cho phép nên được chọn ngẫu nhiên hai bạn ạ. Chúng tôi xin những cánh tay giơ lên được không ạ? Vâng ạ, xin mời bạn. Bạn giơ tay rất nhanh. Hai anh giơ tay rất là nhanh, xin mời hai anh lên sân khấu ạ. Vâng, xin mời các anh các chị, chúng ta sẽ về vị trí để thực hiện phần thi của đội mình. Xin hỏi là tất cả các thành viên tham gia trò chơi này chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Và bây giờ 5 phút dành cho hai đội bắt đầu. Vâng,
Dương đã nổ bóng rất liên tục, giòn giã, và Bình Minh thì vẫn đang gặp khó khăn với quả bóng đầu tiên của họ. Rơi ạ, quả bóng đầu tiên ạ của đội Bình Minh. Thời gian không được rồi. Phạm Quy rồi ạ. Quay lại Bình Minh. Bình Minh Phạm Quy, bạn quay Bình lại. Phạm Quy quay lại ạ. Có thể thấy rằng là vâng, xin lưu ý là các anh chị dùng lưng ạ. Vâng. Dùng lưng để ép ạ. Dùng lưng ạ. Anh Phạm Quy, anh về chỗ ạ. Vâng, tiếp tục đi ạ. Ai bấm tay các anh chị ghi lại ạ. Vâng. Chị quay lại ạ. Chúng ta dùng lực của lưng ạ. Quả đó thì không được tính ạ. Quả đó thì không được tính. Vâng. Cố lên ạ. Chúng ta vẫn còn thời gian các anh chị ơi. Cố lên. Tận dụng đến những giây cuối cùng ạ. Bình Minh có vẻ đang phát huy công lực rất là tốt ạ. Chúng ta sẽ cùng đếm ngược ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ câu trả lời từ phía các thành viên giám sát. Xin mời thành viên của đội Hướng Dương giám sát đội Bình Minh thì sẽ cho chúng tôi biết là đội Bình Minh làm vỡ được bao nhiêu quả bóng ạ? Vâng, đội Bình Minh là hoàn thành được 24 quả vỡ và 6 quả phạm quy ạ. Chúc mừng đội Bình Minh. Vâng, 24 quả bóng là số bóng mà đội Bình Minh đã làm vỡ được trong chương trình ngày hôm nay. Thế còn không biết là đội Hướng Dương thì các chị đã làm nổ được bao nhiêu quả bóng? Xin mời anh. Đội Hướng Dương là làm vỡ được 24 quả bóng và cũng là 6 quả bị phạm quy bấm nổ. Thưa quý vị, như vậy là phần thi nổ bóng thì cả hai đội đều làm nổ 24 quả bóng và đều có 6 quả bóng phạm quy. Như vậy là số điểm dành cho hai đội là như nhau. Hai đội bất phân thắng bại trong phần thi nổ bóng. Chúc mừng cả hai đội. Và ngay sau đây, xin mời hai đội cùng quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần thi hiểu ý đồng đội. Trong trò chơi này thì mỗi đội sẽ cử ra 5 thành viên và chúng ta sẽ chơi trong 5 phút. Đội sẽ cử một thành viên nhận thông tin từ MC và sẽ phải dùng tất cả thế mạnh ngôn ngữ cơ thể của mình để diễn tả cụm từ đó, xem cụm từ đó là gì. Và các thành viên còn lại của đội mình thì sẽ phải nói thật to xem cụm từ đó là gì. Chúng tôi sẽ chỉ nhận điểm với câu trả lời chính xác tất cả những cái thành phần đó thôi. Và các anh chị lưu ý là trong quá trình chơi thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi người diễn tả. Và toàn bộ trong phần chơi này thì người diễn tả sẽ chỉ được sử dụng ngôn ngữ cơ thể mà không được phép là sử dụng khẩu hình cũng như là phát âm. Trong mỗi một câu trả lời đúng với mỗi một từ đúng thì các bạn sẽ giành được 5 điểm. Trong quá trình đó thì nếu như câu nào khó quá chúng ta có thể bỏ qua. Xin hỏi là hai đội đã hiểu rõ luật chơi chưa ạ? Vâng, các bạn đã hiểu rõ luật chơi rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bốc thăm xem là đội nào thì sẽ nhận được gói từ khóa nào ạ. Xin mời hai đội trưởng canh sẽ ra bốc thăm ạ. Chúng tôi có hai phong bì để cho hai đội lựa chọn. Vâng. Và mỗi một đội thì đã lựa chọn một phong bì câu hỏi của đội mình. Trong này thì sẽ có 10 cụm từ để cho các đội đoán ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi đoán ý đồng đội với đội chơi, đó chính là đội Bình Minh. Các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng. 5 phút cho đội Bình Minh bắt đầu. Kim chỉ. Kim không. Bỏ qua. Máy không. Vào truyền. Chính xác. Máy không. Chính xác. Áo jacket. Chính xác. Máy
chính xác. Vòng lách. Chính xác. Khóa áo. Khóa lẹp. Bỏ qua. Quần âu. Chính xác. Cúc áo. Cài cúc. Cúc áo. Cúc áo, đó là câu trả lời chính xác ạ. Trong phần chơi ngày hôm nay của đội Bình Minh. Vâng thưa quý vị, trong vòng 5 phút thì đội Bình Minh đã trả lời đúng được 8 từ khóa. Còn bây giờ sẽ là phần thi của đội Hướng Dương. Họ cũng sẽ có 10 câu hỏi và có 5 phút để trả lời. Và 5 phút dành cho đội Hướng Dương bắt đầu. Con đu. Chính xác ạ. Nhãn hiệu, hoàn toàn chính xác. Từ khóa tiếp theo ạ. Áo cánh rời. Chính xác ạ. Vắt. Vắt sổ. Chính xác ạ. Vắt sổ. Rất là thông minh. Luồn kim. Chính xác. Cha tay. Tay sau. Tay sau chính xác ạ. Lẹp áo. Lẹp khuy. Vâng, chính xác là nẹp quy. Thời gian vẫn còn ạ. Anh sẽ tiếp tục với từ khóa này chưa ạ? Vào truyền. Chưa chính xác. Thời gian vẫn còn. Chưa chính xác. Ra truyền. Chính xác. Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là đội Hướng Dương với những cách thể hiện, cách diễn tả rất là thông minh và họ đã trả lời hoàn toàn chính xác những từ khóa mà chương trình đưa ra. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua những giây phút rất là hồi hộp và gay cấn của phần thi đoán ý đồng đội. Và với phần diễn tả rất là thông minh vừa rồi thì các bạn trong đội Hướng Dương, các bạn đã có được 10 từ khóa diễn tả đúng và các bạn đã giành được 50 điểm. Đội Bình Minh đã có được 8 từ khóa diễn tả đúng và họ giành được 40 điểm. Vâng và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi Vui Cùng Người Thợ. Thưa quý vị và các bạn, đúng với tên gọi của chương trình, Vui Cùng Người Thợ luôn là phần chơi thú vị và hấp dẫn nhất vì đây là sân chơi thể hiện tài năng ca hát, nhảy múa, nhạc họa của những người thợ. Và càng đặc biệt hơn bởi phần thi này quyền quyết định xem đội nào giành chiến thắng chính thuộc về quý vị khán giả. Vâng ạ, chính quý vị khán giả sẽ là những người quyết định xem đội nào sẽ giành được điểm số cao hơn trong phần chơi Vui Cùng Người Thợ. Sau phần biểu diễn của cả hai đội chơi, chúng tôi sẽ đánh giá bằng những tràng pháo tay nhiệt tình của quý vị khán giả dành cho hai phần biểu diễn vừa rồi ạ. Và nếu như đội nào mà giành chiến thắng thì các bạn sẽ giành được 20 điểm, đội còn lại sẽ giành được 15 điểm. Ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi màn trình diễn hát múa Tiên Hưng Khúc Ca Tự Hào qua phần thể hiện của đội Hướng Dương. Về Tiên Hưng hôm nay nhẹ nâng bước chân theo chúng tôi từng ngày để nghe
tiếng ca từ bàn tay người thợ. Lời ca ngọt ngào vang khúc hát mê say. Tiên Hưng ơi, nhớ thuở xưa đi mở đất, bao vất vả ngược xuôi xây đắp nền. Đây những ngôi nhà mang màu ngói đỏ, đây những dây chuyền là bàn tay anh đó. Tiên Hưng, Tiên Hưng ơi, xin cất ngàn lời ca hùng tráng, xin giữ trọn tình quê hương nước non. Đây nghĩa đây tình, đây lòng chung thủy, đây mãi tự hào Tiên Hưng ta đẹp dâu. Rất đỗi tự hào Tiên Hưng hôm nay, vượt bao khó khăn đang lớn lên từng ngày, dệt nên ước mơ từ bàn tay người thợ, xây những công trình cho muôn mai sau. Tiên Hưng ơi, nhớ thuở xưa đi mở đất, bao vất vả ngược xuôi xây đắp nền. Đây những ngôi nhà mang màu ngói đỏ, đây những dây chuyền là bàn tay anh đó. Tiên Hưng, Tiên Hưng ơi, xin tiếp lời người xưa còn đó, xin giữ trọn tình quê hương mến yêu. Tiên nữ anh hùng khi dài trang sử, chọn nghĩa vẹn tình cho quê hương ta đẹp dâu. Tiên Hưng ơi, xin tiếp lời người xưa còn đó, xin giữ trọn tình quê hương mến yêu. Tiên nữ anh hùng ghi dài trang sử, chọn nghĩa vẹn tình cho quê hương ta đẹp dâu. Tiên nữ anh hùng ghi dài trang sử, chọn nghĩa vẹn tình cho quê hương ta. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức một tiết mục văn nghệ, một bài hát rất hay với một giọng hát vô cùng trầm ấm. Và ngay bây giờ trên sân khấu này sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa khi mà chúng ta được gặp những người công nhân cùng với những người con của họ, cùng với con em của họ khoác lên mình những bộ trang phục do chính họ tạo ra để trở thành những người mẫu. Và tiết mục Sắc Màu Tiên Hưng được thể hiện bởi đội Bình Minh sẽ xuất hiện trên sân khấu của chúng ta ngay sau đây. Và xin được bật bí với quý vị khán giả, đó là tất cả những sản phẩm được trình diễn đều là những dòng sản phẩm thế mạnh của công ty cổ phần Tiên Hưng. Và những sản phẩm này được xuất khẩu đi các thị trường Mỹ, châu Âu và các nhãn hiệu như là Columbia, CNK, Target và Hàn Quốc. Chúng ta sẽ cùng cổ vũ và chào đón ra sân khấu những siêu mẫu của đội Bình Minh. We'll be right back.
bây giờ thì quý vị khán giả sẽ là những người đánh giá phần chơi này đấy ạ. Bây giờ sẽ là phần quý vị khán giả vỗ tay dành cho phần biểu diễn của đội Hướng Dương với tiết mục hát múa Tiên Hưng khúc ca tự hào. Xin mời quý vị đánh giá. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Trình diễn thời trang sắc màu Tiên Hưng thì như thế nào ạ, thưa quý vị ạ? Vâng, xin được chúc mừng Bình Minh. Đội Bình Minh sẽ giành được 20 điểm trong phần thi Vui Cùng Người Thợ. Và đội Hướng Dương, các bạn giành được 15 điểm. Chúng ta đã cùng nhau trải qua cả 4 phần chơi vô cùng hấp dẫn trong chương trình Vui Cùng Người Thợ ngày hôm nay. Qua 4 phần chơi thì đội Bình Minh đã rất xuất sắc, giành được số điểm là 90 điểm ạ. Và thưa quý vị, số điểm mà đội Hướng Dương giành được sau khi trải qua 4 phần thi đó là 135 điểm. Xin được chúc mừng đội Hướng Dương là đội giành được chiến thắng chung cuộc trong chương trình Vui Cùng Người Thợ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau đây chương trình xin trân trọng kính mời ông Phạm Hùng Sướng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ lên tặng giấy chứng nhận tham gia chương trình cho hai đội chơi. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Hưng và bà Trịnh Thị Bích Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Hưng sẽ lên tặng hoa và quà cho hai đội chơi. Xin trân trọng kính mời. Và các bạn, chương trình Vui Cùng Người Thợ với sự tham gia của hai đội chơi Bình Minh và Hướng Dương tới từ Công ty Cổ phần Tiên Hưng tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.